Phẩm thứ bảy: khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn. Lúc bấy giờ, ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nay vì thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà La Ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về cực lạc, gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Liền nói thần chú: Nam mô Amitabha, Tathagataya, Tadiyatha, Amaratodhavave, Amaratta Samphave, Amaratta Vikramte, Amaratta Vikramta, Gamini, Gagana, Kitti, Kare Svaha. Người niệm Phật phải giữ giới ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết, ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và quỷ bán chánh pháp, thường được Đức A-di-đà hiện trên đỉnh đầu, hiện đời an ổn phước lạc, hơi thở cuối cùng được tùy nguyện mà vãng sinh cực lạc. Hoặc tụng đến 30 muôn biến liền thấy Phật ngay trước mặt mình. Bấy giờ ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật bạch rằng: Nay con nương uy thần của Đức A-di-đà mà ban cho chúng sinh quyết chí niệm Phật thời mạt pháp một chân ngôn gọi là vô lượng thọ Như Lai chân ngôn. Đây là tạng pháp bí mật của Phật A-di-đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự tại bất tư nghị. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc ưu bà tát, ưu bà di lỡ phạm giới căn bản, tụng xong 7 biến liền trở lại được giới phẩm thanh tịnh. Tụng 21 biến tiêu diệt các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và tất cả chướng ngại trên bước tu hành đều trừ sạch. Hiện đời an lạc, thuận lợi, được sự nhiếp thọ của vô lượng Như Lai. Tụng một muôn biến, tâm bồ đề hiển hiện nơi thân không quên mất. Thấy Đức Phật phóng quang tụ trên đỉnh đầu, người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm, tròn sáng mát mẻ, tiêu tan tất cả phiền não. Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A-di-đà cùng vô lượng muôn ức Bồ-Tát vây quanh, an ủi tiếp dẫn. Người niệm Phật tức khắc được sinh về thượng phẩm ở cực lạc. Sau đây con xin tuyên đọc vô lượng thọ Như Lai chân ngôn. Nam mô Ratna Tờ Gia Gia Gia, Namak Ariya, Amitabhaya, Tathagataya, Arahate, Samyak Sambuddhaya, Tadiyatha, Om Amarate, Amarato Devave, Amarata Samphave, Amarata Garife, Amarata Siddhe, Amarata Tere, Amarata Viharimte, Amarata Viharimta, Gamine, Amarata Gagana, Kitikare, Amarata Dundafi Savare, Sakva Ratha Sadane, Sakva Katma, Kalesa Kasa, Jamkale Savaha. Ngài Quán Thế Âm vừa đọc xong bài chân ngôn ấy, bỗng vô lượng vô biên vô số thế giới đều chấn động sáu cách, quang minh chiếu rực cả mười phương. Đức Thích Ca cùng chư Phật khắp thế giới hư không giới đồng thanh khen ngợi: Lành thay, lành thay. Lúc bấy giờ Diệu Nguyệt Tưởng Giả vui mừng vô hạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo phơi bày vai hữu, đi nhiễu quanh Đức Thích Ca ba vòng, rồi chắp tay quỳ gối hướng Phật mà đọc bài kệ khen ngợi: Đức Phật Thế Tôn chánh biến tri, tướng hảo đoan nghiêm đều viên mãn, rũ đại từ bi vô giới hạn, mở bày đại pháp cứu quần mê. Niệm Phật hiện tiền đắc Phật tướng, thâm nhập cảnh giới bất tư nghị. Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm, quyết định một lòng xưng niệm Phật. Hồng danh chứa nhóm vô lượng nghĩa, lợi lạc muôn ức chúng hữu tình. Đức Phật Thế Tôn đấng vô thượng, tri kiến giác ngộ đều quang minh,
rắc rải tuệ nhật khắp mười phương, rưới trận mưa pháp như cam lộ, niệm Phật giảng sinh cõi cực lạc, an nhiên chứng đắc vô sinh nhẫn. Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm, gìn giữ thân tâm bằng Phật hiệu, hồng danh tỏ ngộ chân như tánh, dẫn dắt chúng sinh vào tam muội. Đức Phật Như Lai đấng bất động, chẳng đến chẳng đi chẳng đoạn thường, xa lìa chấp hữu hoặc chấp vô. Tự tại chỉ bày phương tiện lực, niệm Phật an trụ nơi bản giác, tùy nghi hòa hợp với tánh không. Nhân đây Bồ Tát sơ phát tâm, trang nghiêm tự thân bằng niệm Phật, hồng danh hiển phát hư không tàn, tức thời thẳng vào viên giác tánh. Con nay xưng tán đại đạo sư, khen ngợi hồng danh vô lượng lực, nguyện đem hồi hướng khắp chúng sinh, mong cầu hết thảy cùng niệm Phật. Lúc bấy giờ trưởng giả Diệu Nguyệt ở trước Đức Thế Tôn đọc bài kệ khen ngợi Phật rồi, thành khẩn thưa hỏi như thế này: Kính bạch Thế Tôn toàn giác toàn tri, kinh này tên gọi là gì, chúng con phải thọ trì như thế nào? Phật bảo ông Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: Kinh này gọi là Niệm Phật Ba La Mật Kinh, còn gọi là Xưng Tán Hồng Danh Công Đức Kinh, cũng có tên là Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh. Các người y theo đó mà thọ trì. Này Diệu Nguyệt, trong thời mạt pháp, các kinh điển Đại Thừa đều diệt tận, nơi cõi Tam Diêm Phù Đề này chỉ có kinh này tồn tại. Đức Phật A Di Đà cùng ta đều rộng mở đại từ bi mà lưu trụ kinh này thêm 10 năm nữa. Hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Phổ Hiền đồng phát nguyện thủ hộ kinh này và che chở những người niệm Phật, khiến những kẻ chống trái và các ác ma không thể làm nhiễu loạn bức hại được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nhìn chúng hội đạo tràng mà bảo rằng: Này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào thọ trì đọc tụng suy gẫm biên chép kinh niệm Phật Ba La Mật này, thì các ngươi phải biết người ấy trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa đã từng gặp gỡ thân cận cúng dường tôn trọng chư Phật. Người ấy vốn thật sự từ Bát Nhã Trí sinh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như Lai vô tận tạng. Này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào thoáng nghe qua kinh niệm Phật Ba La Mật này mà phát khởi tín tâm chắc thật chẳng kinh nghi, thì các ngươi phải biết người ấy ở trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa từng dũng mãnh phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh không mỏi nhọc, và nơi chư Phật từng gieo trồng giải thoát đức, Bát Nhã đức, Pháp Thân đức, chẳng thể tính đếm thí dụ được. Này đại chúng, nơi thời kỳ chánh pháp cuối cùng hoặc về sau nữa, nếu có người nào tin nhận ghi nhớ rõ ràng nghĩa thú của kinh niệm Phật Ba La Mật này, rồi nương theo đó mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu một niệm, hai niệm cho tới 10 niệm hoặc nhiều lần của 10 niệm, thì các ngươi phải biết người ấy chắc chắn được Phật thọ ký, hiển phát năng lực của tánh không, tỏ ngộ tri kiến Như Lai và bước thẳng vào cảnh giới thánh trí tự chứng. Này đại chúng, nếu các ngươi thấy người nào thọ trì kinh này và thường xuyên niệm Phật, thì phải khởi lòng tôn trọng y như kính ngưỡng chư Phật vậy. Chớ nên móng tâm ngăn trở người thọ trì kinh này, chẳng được phơi bày lỗi lầm sai trái của người niệm Phật. Này đại chúng, nên biết rằng vô lượng vô biên muôn ức na do tha vi trần số quá thân và ta khắp tất cả quốc độ trong mười phương cũng đều giảng nói kinh niệm Phật Ba La Mật, cũng đều khuyến phát chúng sinh siêng năng niệm Phật. Tất cả chư Phật phân thân của ta luôn luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ và thủ hộ những chúng sinh niệm Phật không bỏ rời. Lúc Phật dạy kinh này xong rồi, chư vị Đại Bồ Tát ở mười phương, chư vị trưởng lão Thanh Văn như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, v.v. cùng các trời rồng Dạ Xoa, Nhân, Phi Nhân,
tất cả đại chúng đều rất hoan hỷ, thọ trì lời Phật dạy, ân cần đảnh lễ mà lui ra. Phật thuyết niệm Phật Ba La Mật Kinh. Phật thuyết niệm Phật Ba La Mật Kinh. Phật thuyết niệm Phật Ba La Mật Kinh.